Bài kinh số 96, kinh Esukhari. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, rừng Jetavana, tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Bà La Môn Esukhari đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Esukhari bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự. Chủ trương phụng sự cho Bà La Môn, chủ trương phụng sự cho Sát Đế Lị, chủ trương phụng sự cho Phệ Xá, chủ trương phụng sự cho Thủ Đà. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn như sau: Bà La Môn phụng sự cho Bà La Môn, hay Khatiya phụng sự cho Bà La Môn, hay Vesa phụng sự cho Bà La Môn, hay Suda phụng sự cho Bà La Môn. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Bà La Môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khatiya như sau: Khatiya phụng sự cho Khatiya, hay Vesa phụng sự cho Khatiya, hay Suda phụng sự cho Khatiya. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Khatiya. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Vesa như sau: Vesa phụng sự cho Vesa, hay Suda phụng sự cho Vesa. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Vesa. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Suda như sau: Suda phụng sự cho Suda, vì rằng không còn ai khác có thể phụng sự cho Suda. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương phụng sự cho Suda. Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự này. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì về vấn đề này? Nhưng này các Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đời đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại phụng sự này? Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người không muốn, bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này, và ông phải trả một số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, dầu không được các sa môn, Bà La Môn ấy chấp nhận. Các Bà La Môn chủ trương bốn loại phụng sự này. Này Bà La Môn, ta không nói rằng tất cả cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói rằng tất cả không cần phải phụng sự. Vì rằng, này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, ta không nói rằng người đó cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, nếu có ai trong khi phụng sự trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn, ta nói rằng người đó cần phải phụng sự. Và nếu này Bà La Môn, có người hỏi vị Khatiya như sau: Người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn? Và như vậy, ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Vị Khatiya, này Bà La Môn, nếu trả lời chân thành cần phải đáp như sau: Người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Bà La Môn như trên: Này Bà La Môn, nếu có người hỏi Vesa, và này Bà La Môn, nếu có người hỏi Suda như sau: Người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, hay người phụng sự cho ông do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn? Và như vậy, ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào? Người Suda, này Bà La Môn, nếu trả lời chân chánh cần phải đáp như sau: Người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này
trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào phụng sự tôi do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì nhan sắc thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói tốt hơn vì tài sản thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói xấu hơn vì tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà La Môn, có người sanh trong một gia đình cao quý, sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, ta không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người sinh trong một gia đình cao quý, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân, có chánh kiến. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì sinh trong gia đình cao quý. Ở đây, này Bà La Môn, có người với nhan sắc thù thắng như trên. Ở đây, Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng, sát sanh, lấy của không cho như trên, có tà kiến. Do vậy, ta không nói trở thành tốt hơn vì có tài sản thù thắng. Ở đây, này Bà La Môn, có người với tài sản thù thắng, từ bỏ sát sanh như trên, có chánh kiến. Do vậy, ta không nói trở thành xấu hơn vì có tài sản thù thắng. Này Bà La Môn, ta không nói tất cả cần phải phụng sự. Nhưng này Bà La Môn, ta cũng không nói tất cả không cần phải phụng sự. Này Bà La Môn, người nào phụng sự do nguyên nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, giới được tăng trưởng, sự nghe được tăng trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được tăng trưởng, ta nói người ấy cần phải phụng sự. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Esukhari bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương bốn loại tài sản. Chủ trương tài sản của người Bà La Môn, chủ trương tài sản của người Khatiya, chủ trương tài sản của người Vesa, chủ trương tài sản của người Suda. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn là khất thực. Nhưng khi người Bà La Môn khinh thường tài sản khất thực, người ấy không làm bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Bà La Môn. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Khatiya là cung và tên. Nhưng khi người Khatiya khinh thường tài sản cung và tên, người ấy không làm bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Khatiya. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Vesa là canh nông và nuôi bò. Nhưng khi người Vesa khinh thường tài sản canh nông và nuôi bò, người ấy không làm bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Vesa. Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của Suda là lưỡi liềm và đòn gánh. Nhưng khi người Suda khinh thường tài sản lưỡi liềm và đòn gánh, người ấy không làm bổn phận của mình và giống như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà La Môn chủ trương tài sản của người Suda. Các Bà La Môn, thưa Tôn giả Gotama, chủ trương bốn loại tài sản này. Ở đây, Tôn giả Gotama nói gì về vấn đề này? Này Bà La Môn, có phải tất cả mọi người ở đây đồng ý với các Bà La Môn khi họ chủ trương bốn loại tài sản này? Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. Này Bà La Môn, ví như một người nghèo nàn, không có sở hữu, khốn khổ, dầu cho người đó không muốn, bị bắt nuốt miếng thịt. Này người kia, ông phải ăn miếng thịt này và ông phải trả một số tiền. Cũng vậy, này Bà La Môn, dầu không được các Bà La Môn, Sa Môn ấy chấp thuận, các Bà La Môn vẫn chủ trương bốn loại tài sản này.
Này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thường, trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và mẹ. Chỗ nào một tự thể sinh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Khatiya, thời được chấp nhận là Khatiya. Nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Bà La Môn, thời được chấp nhận là Bà La Môn. Nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Vesa, thời được chấp nhận là Vesa. Nếu tự thể được sinh ra trong một gia đình Suda, thời được chấp nhận là Suda. Này Bà La Môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa được chấp nhận theo duyên ấy. Nếu do duyên củi một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa củi. Nếu do duyên dâm bào một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa dâm bào. Nếu do duyên cỏ một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa cỏ. Nếu do duyên phân bò một ngọn lửa được đốt lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa phân bò. Cũng vậy, này Bà La Môn, ta chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thường, trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía cha và mẹ. Chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Khatiya, thời được chấp nhận là Khatiya. Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Bà La Môn, trong một gia đình Vesa, trong một gia đình Suda, thời được chấp nhận là Suda. Nhưng này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Khatiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên khuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ một gia đình Bà La Môn, từ một gia đình Vesa, từ một gia đình Suda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Trong lập trường này, chỉ có người Bà La Môn mới có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người Khatiya không có thể được, người Vesa không có thể được, người Suda không có thể được. Thưa, không phải vậy tôn giả Gotama. Người Khatiya, thưa tôn giả Gotama, cũng có thể trong lập trường này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Vesa cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Suda cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, thưa tôn giả Gotama, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm, không hận, không sân. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Khatiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh như trên, có chánh kiến, người ấy thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Chỉ có người Bà La Môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Khatiya không thể được, người Vesa không thể được, người Suda không thể được. Thưa, không phải vậy tôn giả Gotama. Người Khatiya, thưa tôn giả Gotama, cũng có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Người Bà La Môn cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Vesa cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Người Suda cũng vậy, thưa tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, thưa tôn giả Gotama, đều có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu từ một gia đình Khatiya có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, người này nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Bà La Môn, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Vesa, này Bà La Môn, nếu một người từ gia đình Suda xuất gia, từ bỏ gia đình,
sống không gia đình. Người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh, có chánh kiến. Người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiền pháp. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Ở đây nếu có vị vua Kathiya đã làm lễ quán hạnh cho hội họp 100 người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: quý vị hãy đến đây. Quý vị nào thuộc gia đình Kathiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sinh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa bằng cây Saka, hay cây Sala, hay cây Salala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, quay cho bật lửa và xích nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình Chiên Đà La, thuộc gia đình Săn Bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa là bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y la, và quay cho bật lửa và xích nóng hiện ra. Này Bà La Môn, ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có ngọn lửa được nhân lên và xích nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Kathiya, thuộc gia đình Bà La Môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận của đồ quay lửa là bằng cây Saka, hay cây Sala, hay cây Salala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và có sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình Hạ Tiện, thuộc gia đình Săn Bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay từ củi khô từ cây y lan, lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, ngọn lửa được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa tôn giả Gotama, từ người thuộc gia đình Kathiya, thuộc gia đình Bà La Môn, thanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa là bằng cây Saka, hay cây Tala, hay cây Talala, hay cây chiên đàn, hay cây sen, ngọn lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng. Ngọn lửa ấy được dùng vào các công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và sức nóng tạo ra từ người thuộc gia đình Hạ Tiện, thuộc gia đình Săn Bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình đổ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa là bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan, lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Thưa tôn giả Gotama, tất cả ngọn lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng. Tất cả loại lửa đều có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. Cũng vậy, này Bà La Môn, nếu có người từ gia đình Kathiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà La Môn, nếu có người từ gia đình Vesa, nếu có người từ gia đình Suda xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát sanh, có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện pháp. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Esukhari bạch Thế Tôn: Di Diệu Thai tôn giả Gotama, thật Di Diệu Thai tôn giả Gotama, mong tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Kinh Esukhari thứ 96.